Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết là thời gian Tết đã cận kề rồi và Tết Quý Mão năm nay, năm 2023, người dân trồng đào Nhật Tân, Tây Hồ Hà Nội đang tất bật để tuốt lá đào. Đây được coi là một trong những khâu rất quan trọng quyết định thắng lợi cho người trồng đào. Những ngày này thì tại làng trồng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ Hà Nội, người dân lại đang hối hả để chuẩn bị cho công đoạn để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên Đán và chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận. Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Những ngày này, cả làng đào Nhật Tân thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, đi đến đâu cũng thấy những vườn đào, bà con đang vào vụ tuốt lá. Để tuốt lá đào cho kịp thời vụ, gia đình ông Lê Văn Sử đã bắt đầu công việc tuốt lá từ mấy hôm nay. Công việc tuy không vất vả, nhưng đòi hỏi phải cẩn trọng, chịu khó. Đây là để chuẩn bị hoa cho Tết. Đấy. Cái từ nay đến Tết nó chỉ còn có tính ra là còn có hôm nay là mùng 4 rồi đó, à mùng 5 mùng 6 rồi. Thì cái giống đào này là 55 ngày. Thế nên là ngày hôm nay là bắt đầu phải tuốt nó rồi. Đấy để cho nó ra đúng cái dịp Tết. Ảnh hưởng cái này nó phụ thuộc thời tiết nhiều. Đấy, nếu như thuận lợi thời tiết là ấm thuận thì là nó nở đúng theo cái dự đoán của mình được. Thế nhưng mà nếu như mà nó thay đổi thời tiết đột ngột thì là nó sẽ bị ảnh hưởng. Theo người trồng đào, việc tuốt lá cũng phụ thuộc vào thời tiết. Trời rét tuốt lá sớm, còn trời ấm tuốt lá muộn hơn. Thông thường đào sẽ được tuốt lá trước thời điểm Tết khoảng từ 40 đến 50 ngày. Tuy nhiên tùy từng giống đào mà thời gian này khác nhau. Gọi là tuốt lá đào nhưng thực ra không phải tuốt từ ngọn xuống bởi nó sẽ ảnh hưởng đến các mắt hoa. Do đó, công đoạn này rất quan trọng, đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng, phải làm rất cẩn thận, ngắt bấm từng lá một để giữ được các mầm nụ và cho ra hoa vào dịp Tết. Ai cũng muốn cả một năm trời để mình bỏ công sức ra mình để mình làm, thì đến cuối năm thì mình muốn thu hoạch nó khá khá lên, nhưng mà năm nay thấy cũng chán chán. Kinh tế khó khăn là một cây năm nay chết nhiều, nhà nào cũng chết. Nguyên nhân ra sao chứ? Nó mưa cái trận tháng 4, tháng 5, tháng 6 nó mưa nhiều quá. Nó ngập mấy nó đào, tự nhiên nó yếu, nó bỏ mắt nhiều. Hiện nay, mặc dù mới trong công đoạn tuốt lá, nhưng hoa tại vườn đã được nhiều người đặt thuê mua để chơi Tết. Một cây đào rẻ nhất tại đây cho thuê với giá từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Nếu bán thì có cây giá thành lên tới cả 100 triệu đồng, tùy thuộc vào kích cỡ, thế cây và hoa nở nhiều hay không. Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại chợ Hoa Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, những cành đào nở sớm đã được bày bán. Dù vậy, hiện rất ít khách tìm mua.